Việt Nam đang dốc sức để cải cách thủ tục hành chính bởi hiện tại đây là một trong những rào cản lớn nhất của Việt Nam trong thang điểm đánh giá môi trường đầu tư. Tiến sĩ Anthony Stock, đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng nếu làm được điều này thì việc cộng đồng kinh tế chung ASEAN có hiệu lực vào năm 2015 sẽ tạo thêm lực đẩy để kinh tế Việt Nam phát triển. Cuộc trao đổi ngắn với ông Anthony Stock ngay sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Thưa ông, trong 5 tháng đầu năm, tình hình thu hút vốn FDI vào Việt Nam có phần giảm sút nhẹ so với cùng kỳ. Phải chăng là môi trường đầu tư tại Việt Nam không còn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại nữa và các nhà đầu tư có khuynh hướng chuyển sang những nước cùng khu vực như là Myanmar chẳng hạn? Nếu theo dõi cả quá trình từ 3 đến 5 năm trở lại đây, thì phải nói là Việt Nam đã khá thành công trong việc thu hút vốn FDI, đặc biệt là từ các nước khu vực châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Và nếu nhìn vào tăng trưởng GDP trong cả giai đoạn, thì Việt Nam cũng là một trong những điểm đến số 1 tại châu Á. Do đó, tôi thấy nếu nhìn vào các số liệu trong cả giai đoạn và so sánh với hiện tại, có thể thấy hiện thu hút FDI vào Việt Nam có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2013, thu hút FDI tăng khá mạnh so với năm 2012. Trước đó, năm 2011, vốn FDI thu hút khá cao, sau đó giảm mạnh vào năm 2012, và đến năm 2013 thì tăng mạnh trở lại. Số liệu năm tháng đầu năm vẫn chưa hẳn phản ánh được hết mức độ đầu tư vào Việt Nam. Trong bài phát biểu của Thủ tướng ở Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, chúng tôi thấy rằng chính phủ đã có những cố gắng và những nỗ lực để giải quyết những vấn đề còn tồn động. Tôi cho rằng Việt Nam có thể sẽ còn thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn nữa, và nhất là các doanh nghiệp từ châu Âu, trong đó bao gồm cả Anh Quốc. Thưa ông, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy các chỉ số về môi trường đầu tư của Việt Nam đang ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực, ví dụ như là tổng số giờ phải nộp thuế của doanh nghiệp gấp 4 lần so với trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu cũng gấp nhiều lần so với mức trung bình của khu vực. Vậy, ông có bình luận gì về vấn đề này? Liệu nó có đang cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam? Vâng, tôi nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Và vấn đề này cũng tùy thuộc vào mục tiêu của chúng ta đặt ra như thế nào. Thực tế, các nhà đầu tư chỉ muốn nhắm đến những khu vực, những nơi mà chính phủ có thể cải thiện môi trường đầu tư. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể có những thay đổi, những cải cách hiệu quả. Nếu giải quyết được những vấn đề về thủ tục pháp lý rườm rà và cơ chế chồng chéo đối với một số nhóm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian so với hiện tại, thì tôi cho rằng điều này sẽ tạo một lực đẩy cho kinh tế Việt Nam. Và trường hợp như tại Việt Nam, rõ ràng những rào cản này cần được thay đổi nhanh hơn, và nó không những có lợi cho nhà đầu tư nước ngoài khi đến đây, và cho cả hoạt động kinh tế tại Việt Nam nói chung. Vâng, thưa ông, tới đây năm 2015, khi cộng đồng kinh tế chung ASEAN chính thức được thành lập, điều này có nghĩa môi trường đầu tư và hàng hóa cũng sẽ cạnh tranh hơn rất nhiều. Ông có cho rằng quá trình thay đổi quá chậm, những khiếm khuyết trong môi trường đầu tư hiện tại sẽ khiến Việt Nam mất điểm trong mắt nhà đầu tư và khó có cơ hội rút ngắn chênh lệch về trình độ phát triển so với các nước cùng khu vực? Cũng không hẳn như vậy. Tôi hoàn toàn tin tưởng những lợi ích mà các hiệp định tự do thương mại mang lại, không chỉ riêng tại châu Âu, châu Á, mà là trên toàn cầu. Cộng đồng kinh tế chung ASEAN sẽ là một động lực mới, một cảm hứng mới cho nền kinh tế trong tất cả các nước thuộc khu vực này. Có thể sẽ có những chướng ngại hoặc những khoảng cách, những thách thức ngay trước thềm ASEAN cộng vào năm 2015. Nhưng cần nhớ rằng cộng đồng này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn, tự do giao thương, hàng rào thuế quan được dỡ bỏ. Không ai tin rằng hoàn toàn là tự do hết, nhưng đa phần là khía cạnh tích cực, để từ đó các nước vươn lên. Vâng, xin cảm ơn ông.